mình về tới Hà Lan rồi mấy bạn, đang chờ lấy hành lý. Bây giờ đang 7 giờ sáng của tại Hà Lan á, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 18 tháng 4. Ngoài trời bây giờ đang là 3 độ C, đang từ cái xứ ấm mà về tới Hà Lan là lạnh mấy bạn, 3 độ C. Lúc này mình đang chờ lấy hành lý nè. Lấy hành lý xong á, là hai vợ chồng mình sẽ đón xe lửa về lại Stanway là nơi mình sinh sống đó các bạn. Rồi cái nhà ga xe lửa là nó nằm trong sân bay luôn. Các bạn đi theo mình nha, để cho biết cái cách mua vé xe lửa và đón xe lửa về. Vừa lấy hành lý xong á, các bạn ra là sẽ thấy cái chỗ nó đề xe lửa nè, có mũi tên chỉ ha, chỉ thẳng là mình cứ đi thẳng. Đi. Dạ. Rồi. Đó. Các bạn cứ theo cái bảng chỉ dẫn nè, nó chỉ xe lửa vậy nè. Có mũi tên quẹo trái thì mình sẽ đi quẹo trái. Các bạn thấy cái bảng chỉ dẫn không? Đó. Những cái xe buýt hoặc là xe của khách sạn tới rước, hoặc đi taxi hoặc train là đều đi hướng này hết nha mấy bạn. Mình cứ đi theo hướng đó thôi. À, người ta chỉ là xe lửa quẹo phải thì mình quẹo phải. Và đây nè các bạn, ở đây người ta sẽ để sẵn mấy cái máy để mua vé xe lửa. Đó, các bạn có thể mua vé xe lửa đây. Những người kia là từ xe lửa đi lên á là sẽ đi máy bay, còn mình là đi xuống đón xe lửa về nhà. Đó. Cái nhà ga xe lửa là nó nằm trong sân bay luôn nha mấy bạn. Rất là dễ dàng. Mình xuống mua vé cái là mình xuống đây là mình chờ xe lửa luôn. Ở đây là sẽ có mấy cái máy để bán vé xe lửa này mấy bạn. Mình mua vé xong á là mình phải để ý là cái xe lửa của mình á nó sẽ đi đường ray nào. Nếu đi đường ray 1 và 2 á thì mấy bạn mới lấy cái cầu thang đi xuống đường ray 1 và 2. Chẳng hạn như đây nè. Chẳng hạn như đây. Đường vé của mình là xuống đường ray 1 2 thì mình sẽ lấy cái cầu thang này để mình đi xuống. Đi xuống cái nhà ga đó. Còn nếu mà các bạn á mua vé mà 3-4 thì mấy bạn phải đi đường khác. Có 3 cầu thang đi xuống lận. 1-2 là một cầu thang, là 3-4 một cầu thang, và 5-6 một cầu thang nữa.
Đó. Đó, các bạn nếu mà xe lửa của các bạn đi đường ray 3-4 thì lấy cái đây và đi xuống cầu thang đây. Là đi xuống nhà ga đó mấy bạn. Của mình là đi vé đi đường ray 1-2 nè, là mình sẽ lấy cái này mình đi xuống nè mấy bạn nè. Xe lửa của mình còn 6 phút nữa tới mấy bạn, là bây giờ mình sẽ đứng đây mình chờ xe lửa. Khi xe lửa dừng á các bạn, mình trước hết mình chờ người trên tàu xuống trước đã, rồi mình mới lên mấy bạn ơi. Mình cứ xếp hàng mình chờ, như vậy thứ tự hơn. Đây là khung cảnh giữa đường, mình quay một chút cho các bạn xem nha. Ở Hà Lan bây giờ đang là mùa xuân, cho nên các bạn sẽ thấy màu xanh nó tươi tắn như vậy đó. Ha, 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 ha.